Nóng quá nhỉ. Hai mẹ con có ở nhà không? Có anh ơi. Anh ơi. Nhá. À, anh ơi đi. Hôm nay hai mẹ con em có làm nhiều không? Em định đi lấy củi thôi, làm gì đâu. Thế đi hộ anh vun ngô đi. Vun ngô à? Ừ. Vâng. Thì em với hai mẹ con em đi hộ. Ở đâu xa không anh? Có. Thế chị em chuẩn bị đồ này nhé. Ừ. Nào đi thôi. Ba vun ngô nhé. Bay này. Chị mẹ nhá. Đứng dậy. Ê. Ở trong này thôi. Sắp đến chưa? Ừ, sắp đến rồi. Cố tí đi. Sắp đến rồi em ơi. Như vậy á.
ngay với cái bên dưới này. Có mũ anh đưa cho em cái mũ để nắng. Đây nhá. Có mệt không em ơi? Ơi nóng tí anh ạ. Cố gắng nhá. Sắp này. Rồi, sắp xong rồi.
rồi nhá. Sắp xong rồi. Này mày nóng thế. Xong rồi em ạ, hai mẹ con nghỉ thôi. Ừ, nắng quá là còn nó không chịu này. Ngủ rồi, con ngủ rồi. Em ơi, trời nắng nóng này nghỉ đi. Để anh làm, để anh làm xong. Hai mẹ con nghỉ đi. Em ơi, chiều làm tiếp. Đi. Ừ, cò nó ngủ rồi. Đi. Hai mẹ con về nhé. Chúi lấy trứng. Con này bao trứng? Câu này là
xíu đi. Ăn hơi xíu. Tính tiền lắm đấy. Ba con cháu. Bác hết 30 hành. Anh mày con có mấy quả trứng rồi. Ôi giời. Có cháo này. Hai mày con có hổ được gì đâu? Anh mày còn mang đồ vào làm gì? Rồi. Có. Chị nhá, chị cho con nhá. Con này con xin đi con xin ạ. Xin ạ. Nhá. Ôi giời. Hai mày con có hổ được gì đâu? Xin nhá. Mồm mồm nhá, xíu nhá. Bóc bóc. Anh ngồi đi. Anh ở lại đây ăn cơm với em xong về. Để em làm cơm ăn xong về. Bye bye, bye bye đi, bye bye bác đi, bye bye đi, bye bye đi, bye bye muốn. Bye bye. Đúng rồi. Thank you.
đi nhà lão à?